Nếu các bạn có nhu cầu mua đồ chơi công nghệ, phụ kiện điện thoại giá rẻ nhất thị trường, hãy ghé qua Bap Store của mình nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bap Công Nghệ đây. Ở lần trước, mình đã thực hiện một cái video đó chính là test hiệu năng trên Xiaomi Redmi K70 cực kỳ căng bằng cách là bật hai gen SIM, một liên quân và quay phim màn hình cộng với đồ ăn tu nữa là năm. Một bài test cực kỳ căng đúng không nào? Nhưng mà có bạn bảo rằng ấy, test như thế vẫn chưa đủ đô, cho nên ấy, hôm nay mình sẽ không test trên Xiaomi Redmi K70 nữa, mà hôm nay mình sẽ thử bài test tương tự ở trên hai con gaming phone mạnh nhất thế giới hiện nay. Thứ nhất đó chính là em Nubia Red Magic 9 Pro và em thứ hai đó chính là em ROG Phone 8. Vậy thì chi tiết thế nào ấy? Bắt đầu video thôi. Ở cả hai con máy thì mình sẽ bật quay phim màn hình này, quay phim màn hình này. Con máy ROG Phone 8 thì mình sẽ bật AnTuTu, một Genshin và một Liên Quân nhá. Máy này thì mình không tìm được cái cửa sổ hình nổi ấy, cho nên mình sẽ bật nó nhưng mà sẽ lock nhá. Còn máy này thì mình sẽ bật một Honkai này, một Genshin này và một AnTuTu nhá. Bởi vì con máy này có quạt tản nhiệt ấy thì mình sẽ sẵn sàng test hai game này luôn thì để xem chúng nó sẽ được bao nhiêu điểm nhá. Mình sẽ bắt đầu test này. Đó. Các bạn có thể thấy là con máy này nó đang kêu rất to. Mình sẽ ấn vào Honkai này. Mình không hiểu sao vậy nhưng mà khi mà nó AnTuTu ấy, bởi vì là không cửa sổ hình nổi mà, cho nên con này nó sẽ không chạy, nó sẽ không hiện nhá. Mình sẽ tiến hành chơi Honkai Impact ở trên con máy này nhá. Mình vẫn đang quay phim hai màn hình nhá. Mà con Nubia Red Magic 9 Pro Plus này mình cảm thấy khá là mát, không như em Xiaomi Redmi K70 hôm trước. Bừa thôi anh em, mình có biết chơi trò này đâu. Giáp vẫn rất là mượt nhá. Mình đánh giá là em này tản nhiệt khá tốt. Combo rất là kinh đúng không? Mình cảm thấy là nó hơn mượt hơn đáng kể so với thuyền test Genshin của ngày hôm qua nhá. Test Genshin trên em Xiaomi Redmi K70 ngày hôm qua nhá. Có thể là do hiệu năng và cách tản nhiệt của em này khá là tốt, cho nên là mình thấy nó không hề lag mà vẫn thấy có thể chơi được bình thường nhá. Hoặc cũng có thể là cái trò Honkai Impact này đồ họa nó không thể được như Genshin Impact chẳng hạn. Nhưng mình rõ ràng mình vẫn đang chạy nền cả hai game kia mà. À, hôm qua thì đối với con Xiaomi Redmi K70 thì mình có gắn sò tản nhiệt. Nhưng mà em Nubia Red Magic 9 Pro này thì mình không gắn sò tản nhiệt nhé. Bởi vì nó có sẵn quẹt đây này. Các bạn có thấy không? Có vẻ như đồ ăn tu của em bên dưới đã khá là fail. Mình cảm giác hai con này cùng bắt đầu đo mà tại sao lại một con lại khác nhau nhỉ? Và cả hai em thì vẫn đang quay phim màn hình đầy đủ nhá. Ui lag 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 này. Các bạn thấy chưa? Đến em Nubia Red Magic 9 Pro Plus cũng không thể nào chịu nổi với cái cách mình tra tấn em nó như này. Mình cảm thấy em Red Magic 9 Pro này đang khá là nóng nhá. Mình cảm nhận rõ ở mặt đằng sau lưng luôn này. Nóng quá các bạn ạ. Là cái phần mà để con chip này này, cực kỳ nóng luôn nhá. Mình thì mình đang ngồi phòng điều hòa 2 chiều nhá, cho nên là nhiệt độ bên trong phòng ấy nó khá tương đồng với nhiệt độ ở những ngày bình thường nhá. Red Magic 9 Pro thì mới được 32% này mọi người. Trong khi đấy em này thì đã là 58% rồi nhá. Mình nghĩ là bởi vì em này chạy hai game nặng hơn thì sẽ chậm hơn một chút nhá. Nói vậy thôi chứ em này cũng đang rất cực kỳ nóng luôn nhá. Mình sẽ đo nhiệt độ em này xem nó được bao nhiêu độ này. Bốn bảy độ, ở khu vực này thì đang là 47 độ này. Còn em Nubia Red Magic 9 Pro mặc dù trâu hơn nhưng mà cũng chỉ ở 45 độ thôi. 45 44 này. Mình sẽ đo mặt lưng xem em này là bao nhiêu độ này. Em này nó rất nóng đúng không? Ở khu vực nóng nhất đã gần đến 48 độ rồi mọi người ạ. 48 độ. Em ROG Phone này nóng quá. Vậy còn em Nubia Red Magic 9 Pro này về bao nhiêu? Khu vực nóng nhất là khu vực cần con chip, tại sao lại chỉ có 39 độ nhỉ? Mặc dù trâu hơn, chạy tác vụ kinh hơn nhưng mà tản nhiệt so với em ROG Phone 8 này là một trời một vực nhá. 2000 years later. Mọi người có thể thấy là em ROG Phone này đã gần 50 độ rồi, 49,8 độ này, 49,9 độ này. Một em thì đã 88%, một em thì vẫn 80%. 2000 years later. Vậy là đã giảm từ hơn 2 triệu. Nhưng mà các bạn nhìn được nhiệt độ này, từ 40 độ C mà tăng lên hẳn gần 50 độ, tức là 48 độ nhá. Chứng tỏ em này cực kỳ nóng. Và cái phần tản nhiệt game của em nói thì mình cảm giác là đang có vấn đề nhá. Vậy chúng ta sẽ chờ tiếp tục xem em Red Magic 9 Pro thì sẽ được bao nhiêu điểm.
2000 years later. Vậy là mình đã đo xong AnTuTu của hai em máy rồi nhá. Đúng là Gaming Phone có khác anh em ạ. Mặc dù đã chiến rất là căng nhưng mà hiệu năng của hai em này vẫn quá là kinh khủng. Nhưng mà các bạn có thể thấy nhiệt độ của em Red Magic 9 ấy thì nó lại tăng từ 31,3 cho đến 41,4 độ đúng không ạ? Cho nên mình chắc chắn rằng cái phần tản nhiệt cho em ROG Phone 8 đang có vấn đề nhá. Thì anh em mà sử dụng ROG Phone 8 ấy thì anh em phải mua thêm quạt tản nhiệt gắn sò vào. Mặc dù đã chiến rất căng kèo nhưng mà nhưng mà hai em điểm số vẫn rất là cao nhá. Đâu có bị giảm từ 1,5 triệu xuống còn 700.000 điểm như em Xiaomi Redmi K70 đâu đúng không nào? Ok. Nếu thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy để cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nhá.